Thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ nơi Thiên Chúa mà đến trong trần gian. Khi qua khỏi đời này, chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mạch nhắc nhở chúng ta nhớ rằng linh hồn Maria sắp rời bỏ căn nhà trần gian này để về căn nhà vĩnh cửu, lìa bỏ thân nhân, bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Chính trong giây phút đau thương này, giây phút mà khuôn mặt thân yêu của linh hồn Maria sẽ vĩnh viễn không được còn nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên Chúa và xin cho linh hồn Maria được vui hưởng thánh nhan vinh hiển của Chúa. Đồng thời xin cho mỗi người chúng ta cũng được thấy linh hồn Maria trong nhà cha muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết được rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời khen Chúa. Lời nguyện. Anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin: lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng tôi. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đứng trước cánh chiên ly tăng tóc này, chúng con lại xin Chúa yên vui chúng con trong nơi cuộc bàng hoàng, đau thương và cô đơn này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Được vì chúng con nhớ mãi hình ảnh bà Maria và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại trong nhà cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta xin lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hướng nhìn lên Chúa trong giây phút khuôn mặt ngày kia, chúng con sẽ được
gặp lại bà Maria sống gần Đức Chúa nên luôn thua muôn đời. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin mời trời bà con thế gian 33 năm cầu nguyện những sự thương xót cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Tha phần thật cho linh hồn Maria chúng con dâng lời cầu nguyện hôm nay. Mà còn đang lên nhớ để tối thì xin mời cơ tổ đạo hãy cho ra mà đem đến chỗ nơi quan xưa vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thấm nhận lời con kêu van, hãy làm mẹ trong khi thánh nước thánh xong xin mỗi người một thể nhan để đi quanh Chúa. Các cháu mỗi người một thể nhan để đi quanh nghiên cứu lần cuối. Mày hãy trong tay người cho niềm thì người đang nhận lành hay được vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thay đầy Chúa. Xin ban cho linh hồn Maria được khí ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Đây Chúa xin cứu nơi linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được bình yên. Amen. Chúng con trong cõi đất thánh đức về Chúa Trời, xin Chúa dạy bọn đời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn đương đỡ đạo trên hiển vinh sáng lắm. Chúa chúng con cho khỏi mọi sự do Đức Thánh Trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy Cha tìm cầu thánh thờ tình Đức Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giôse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria dọn đời đồng trên cầu cho chúng con. Đời xin tiền ơi chúng con luôn luôn để từ bi xin con những nỗi u buồn vì đây con theo dõi biết bao. Oh, John, oh.
chúng con vì dấu thánh giá, xin chớ chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Để đây xin